Đinh Thanh xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Đinh Thanh sẽ mang đến cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một sự trải nghiệm đặc biệt, đó là một cái bãi biển được xem là đẹp nhất tại đảo Phú Quốc. Nói đến đây thì quý vị mình những ai đam mê tắm biển sẽ rất là tò mò đó là bãi biển nào, đúng không ạ? Ngay sau đây xin mời tất cả mọi người theo chân Đinh Thanh nhé. Xin mời. Bãi biển mà Đinh Thanh muốn giới thiệu đến tất cả quý vị của mình đó chính là Bãi Sao. Bãi Sao thì nằm cách An Thới khoảng 4 cây số và cách trung tâm của phường Dương Đông khoảng 25 km. Và Bãi Sao nằm ở mặt phía đông của đảo Phú Quốc. Và cái khu vực Bãi Sao thì dài khoảng chừng hơn một cây số thôi quý vị. Nhưng mà đặc biệt ở đây á, nước rất là trong xanh, cái màu trong xanh của ngọc bích, và cát thì ở đây trắng tinh luôn, rất là mịn trắng. Nhiều tháng như là từ tháng 6 đến tháng 11 á, thì bãi biển sở hữu một cái mặt nước rất là hiền hòa luôn, không có nhiều sóng như là mặt hồ đó quý vị. Cho nên là cái việc tắm biển ở đây thì rất là thú vị. Thì vì sao mà từ tháng 6 đến tháng 11 nước biển ở đây lại im như vậy và trong xanh như vậy, có thể thấy được những cái rong rêu bên dưới. Lý do là như thế này quý vị. Từ tháng 6 đến tháng 11 á, là đảo Phú Quốc chịu ảnh hưởng hoàn toàn bởi gió mùa Tây Nam. Mà toàn bộ các cái mặt biển ở phía Tây của Phú Quốc á, là bị sóng lớn và rất là bẩn bởi rác và rong biển vân vân. Thì ngược lại ở cái cánh phía đông này chỉ có một cái bãi biển này, đó là Bãi Sao. Nó tránh được cái gió mùa Tây Nam á, và nó nằm trọn trong hai cái cánh cung của các dãy núi Phú Quốc á. Thành ra là sóng biển ở đây nó rất là êm. Cho nên là Thanh tư vấn với đoàn mình, nếu mà có tắm biển ở đây á, mùa nào cũng được nhưng mà đẹp nhất, lãng mạn nhất vẫn là từ tháng 6 đến tháng 11 quý vị mình nha. Nó cũng rơi vào đúng cái dịp hè luôn á quý vị. Rất là thoải mái cho gia đình ta đến đây ha. Đến đây thì quý vị chúng ta ngoài tắm biển thưởng thức những cái dịch vụ như là ghế liều, chụp hình vân vân, thì chúng ta còn có những cái trò chơi rất là thú vị như là dù lượn nè, đi cano hay gọi là trekking nè, hoặc là đi phao chuối, lên các cái nhà phao dành cho các bé nhỏ vân vân. Bên cạnh đó chúng ta còn có thể trải nghiệm bằng cách là thuê thợ chụp hình. Theo chúng ta chụp ở những cái nơi mà có cái tiểu cảnh như là nấc thang thiên đường, tổ chim ba ly hay là xích đu với những cây dừa nghiêng đó, rất là nhiều quý vị mình nha. Còn nếu quý vị chúng ta sang hơn nữa, có điều kiện nữa, chúng ta có thể là ra ngoài khơi, thuê chiếc tàu đó, ra ngoài khơi, chúng ta lặn ngắm san hô hoặc là đi bộ dưới đáy biển. Chi phí cũng khá là cao quý vị mình nha, nên cân nhắc trước khi chúng ta đăng ký dịch vụ này. Đinh Thanh đã nhiều lần tới cái Bãi Sao này rồi quý vị, và xin khẳng định luôn, đây là cái bãi biển đẹp nhất, tốt nhất ha. Có thể nói là cái bãi biển công cộng nha, đẹp nhất, tốt nhất hiện tại bây giờ trên cái hòn đảo Phú Quốc đó quý vị. Và quý vị ơi, tới đây thì vì bãi biển công cộng cho nên chúng ta tới thoải mái. Nhưng mà thường là Đinh Thanh sẽ cho khách vào trong cái khu vực của cái bãi tắm Mỹ Lan đó quý vị. Thì ở đây nó có nhiều cái công ty tư nhân người ta đầu tư dịch vụ đây, nhưng mà Thanh thường hay ghé vào Mỹ Lan. Thì từ bên ngoài đi vào thì chúng ta thấy được là có nhiều cái dịch vụ như buôn bán các cái loại trái cây, rồi quà cáp, đặc sản vân vân, rồi còn có buôn bán hải sản nữa. Đặc biệt nha quý vị chúng ta đến cái bãi tắm Mỹ Lan này nè, ghế này kia chúng ta ngồi thoải mái, nhưng với điều kiện quý khách mình có thể mua 1-2 ly nước cà phê hoặc là 1-2 cái dĩa trái cây chúng ta ngồi ăn, giá rất là rẻ thôi. Nhưng mà chúng ta mua coi như chúng ta ủng hộ người chủ quán, và chúng ta có được cái không gian ghế ngồi thoải mái. Đồ đạc bàn ghế, đồ đạc chúng ta để ngay khu vực bàn ghế luôn đó, rồi chúng ta tắm cho nó thoải mái quý vị mình nhé. Nếu mà chúng ta để ngoài bãi biển, nhiều khi người ta đi qua lại nó ảnh hưởng, nhiều khi tài sản của mình nó cũng không có được an toàn quý vị mình nha. Những cái ghế mà các cái doanh nghiệp tư nhân người ta để dọc bãi biển chúng ta nằm, thì đó là những cái ghế người ta cho thuê quý vị. Cho nên khi chúng ta nằm những ghế bố đấy thì chúng ta phải tính tiền nha. Bên cạnh đó thì cái việc tắm nước ngọt thì chỗ nào cũng có, nhưng mà quý vị mình lưu ý nè, tắm nước ngọt thì chi phí là 20.000 đồng trên một người. Tắm nước ngọt thoải mái, thay đồ thoải mái luôn đó. Chúng ta vừa tắm nước ngọt mà chúng ta vừa thưởng thức những cái đặc sản như là nhum khô, rồi ốc, ghẹ, cua vân vân, rất là nhiều quý vị nha. Chúng ta nhìn ra ngoài chúng ta thấy không, có rất là nhiều cái tàu dịch vụ đó đậu bên ngoài. Nếu chúng ta cần thiết chúng ta thuê thì họ sẽ đưa chúng ta ra ngoài để lặn ngắm san hô, đến các cái bãi san hô đẹp để ngắm và lặn ngắm và câu cá nữa đó quý vị. Như là trước mặt chúng ta có một cái hoạt động đó là dù lượn đó, cái này thì cũng khá là thú vị quý vị ha, được trải nghiệm cái cảm giác mạnh nè, nhưng mà chi phí nó khá là cao. Quý vị mình nhớ cân nhắc trước khi chúng ta chơi nha quý vị. Bãi tắm Bãi Sao á, thì họ có cho thuê phao cũng như là cái áo phao, đặc biệt là dành cho các bé nhỏ đó. Mặc dù là cái bãi này nó nông cạn nha và nước trong, nhưng mà chúng ta cũng nên đề phòng quý vị mình nha. Sau khi tắm xong rồi quý vị, chúng ta có thể đăng ký hoặc là có thể là sử dụng cái nhà hàng ở đây để chúng ta dùng bữa cơm trưa hoặc là bữa cơm chiều luôn quý vị. Rất là tuyệt vời, thuận lợi lắm quý vị mình nha. Thì Đinh Thanh cũng xin giới thiệu với tất cả quý cô chú anh chị và các bạn của mình một cái bãi tắm đẹp như vậy, Bãi Sao. Để có dịp ra Phú Quốc thì mời cả nhà chúng ta đến đây để trải nghiệm và xem coi nó có đúng như những gì mà Đinh Thanh nói như không nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người và kính chúc chúng ta có một cái buổi trải nghiệm Bãi Sao thật là vui vẻ, và xin hẹn gặp lại ạ.